Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị đến với bản tin văn hóa Việt của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chương trình ngày 28 tháng 6 năm 2018 có những nội dung chính sau đây. Nhân ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6, cùng chia sẻ với câu chuyện của Khôi Nguyên, cậu bé mắc chứng tự kỷ và hành trình trở thành kỷ lục gia tung bóng của Việt Nam. Nhân ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6, mời quý vị đến với câu chuyện về hành trình từ một cậu bé mắc chứng tự kỷ trở thành kỷ lục gia tung bóng của Việt Nam. Câu chuyện về Nguyễn Khôi Nguyên, 17 tuổi, đang truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Phía sau sự thành công của cậu là tình yêu thương, sự hy sinh của cha mẹ và những thành viên trong gia đình. Nguyên, con luôn là số 1. Câu nói này của cha luôn theo em trên hành trình chinh phục ước mơ. Ước mơ của con trở thành người tung bóng số 1 thế giới. Hành trình 5 năm để trở thành một kỷ lục gia. Đội cha trên đầu tung 8 bóng trên xe đạp một bánh trong thời gian lâu nhất. Với Khôi Nguyên, không dễ dàng một chút nào. Thời gian đầu, thậm chí cậu còn không thể tự điều khiển được cơ thể và ngôn ngữ của mình. Ước mơ của con, nào của con trở thành người tung bóng số 1 thế giới. Với tôi nó giống một cái giấc mơ. Mà trước đấy thì không bao giờ tôi tưởng tượng ra cái kiểu này. Không bao giờ tôi nghĩ rằng là con tôi sẽ được như thế. 17 năm trước, niềm hy vọng của gia đình vụt tắt khi Nguyên tròn 7 tháng tuổi. Cậu bị phát hiện mắc hội chứng West, một thể động kinh hiếm gặp ở trẻ nhỏ, dẫn đến tổn thương não và mắc chứng tự kỷ. Và đây là câu nói tròn trịa nhất mà cậu có thể diễn đạt được ở tuổi 17. Bố, mẹ. Ai nữa? Em. Em tên gì? Em tên Khánh Chi à. Bố làm gì? Bố tên là gì ạ? Bố tên là Hiệp. Đó là nghề họa sĩ ạ. Mẹ là gì? Mẹ là thạc sĩ ạ. Thạc sĩ? Thạc sĩ tự kỷ ạ. Là một cái sự sụp đổ kinh khủng. Vợ tôi lúc đó cũng đang đi làm việc. Tôi cũng đang làm việc. Quyết định không làm ở nhà để trông con. Vợ tôi quyết định đi học thêm về giáo dục đặc biệt ở Đại học Sư phạm Hà Nội để có kiến thức về giúp con. Ông chồng tôi còn sống á, thì ông tôi có bảo là nếu mà Nguyên cất lời nói, cái để ăn tiệc, mở tiệc ăn mừng. Cái câu đầu tiên cháu nói thì cháu nói bố. Cái câu đầu tiên của Nguyên nói được thì bật ra cái câu là bố. Này, cái cảm xúc nó khó tả. Có cả cái sự sung sướng, xen lẫn cái rất là hồi hộp. 10 trường cháu phải đi học, tôi phải xin cho cháu đến 10 cái trường mẫu giáo. Thực ra là tôi muốn cho cháu đi học ấy, để cháu được hòa nhập, cháu được tiếp xúc với các bạn, tiếp xúc với các thầy cô. Nhưng mà quả thực là rất là khó khăn. Mười một tuổi, Nguyên đến với xiếc. 3, 6 rồi 8 quả bóng trên chiếc xe đạp một bánh. Một con số mà bất cứ nghệ sĩ xiếc nào cũng phải nể phục. Rất kỳ công điều. Xong động tác này, xong động khác, xong động này, xong động khác. Và khi kết hợp được như thế thì cũng như là người bình thường đấy, kết hợp cả đầu, cả tay, cả chân đã khó rồi. Nhưng các bạn này là, tôi nhắc lại là tăng động, giảm tập trung. Mà còn làm được thì vô cùng khó. Ngày, đấy con tập từ 6 giờ sáng, 8, 9 giờ đêm. Và lúc nào bạn đi Mỹ để làm kỷ lục thế giới. Và mỗi lần bạn cũng tập, Nguyên ơi, thế thì ông đi Mỹ với ai bây giờ nhỉ? Thôi dù bạn khác vậy. Đấy thì bạn có tinh thần nhất. Không có tập, con tập. Đi Mỹ nhận kỷ lục ạ. Không chỉ xuất sắc trong tung bóng, Nguyên còn thành thục nhiều trò khác, như đi xe một bánh, đứng thăng bằng trên con lăn. Ước mơ của cậu bé Nguyên ngày nào đã không còn quá xa vời khi gia đình Nguyên đã đăng ký cho cậu biểu diễn tại Mỹ vào tháng 8 tới để xác lập kỷ lục thế giới. Và nghị lực, thành quả của Khôi Nguyên đã và đang nhen nhóm hy vọng cho nhiều em nhỏ mắc chứng.